Ngay từ sớm, gần 600 Phật tử đã có mặt tại chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương dự hội thi giáo lý. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, tất cả Phật tử dự thi nhằm ôn lại giáo lý của Đức Phật, từ đó nỗ lực tinh tấn tu học. Cuộc thi giáo lý thì vô cùng là ý nghĩa đối với những người Phật tử như tôi. Thì thật sự ra đối với những cái giới trẻ như tôi đây thì được biết đến Phật Pháp là một điều vô cùng may mắn. Và khi được về với mái chùa mà được ôm nhuần lại những cái giáo lý mà mình đã được học, biết rõ về lịch sử của Đức Phật và lịch sử hình thành của Phật giáo mình thì đó là một điều hạnh phúc vô cùng của mình. Với thời gian 90 phút, Phật tử trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi giáo lý xoay quanh chủ đề tam quy ngũ giới, trách nhiệm người Phật tử. Mục đích của cuộc thi nhằm hướng dẫn và tăng thêm sự phấn khởi trong tu học Phật Pháp của Phật tử tại gia. Về những câu hỏi trong cái đề thi thì theo tôi thì tôi thấy rằng đó là những cái câu hỏi rất là sơ đẳng và cũng là rất là phổ thông thường mà những Phật tử mà đã từng đi chùa và đã được quy y Tam Bảo và đã được thọ ngũ giới thì những câu hỏi này là những câu hỏi căn bản. Cái những cái cuộc thi tổ chức thi giáo lý như này là một cái cơ hội cho chúng tôi trải nghiệm và ôn lại những cái gì mà chúng tôi đã từng được nghe các thầy, các sư giảng dạy. Tụ trung lại thì cũng xoay quanh các cái chủ đề giáo lý. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có đưa ra một số cái thực tế trong cái đời sống hiện tại, trong cái việc mà bảo vệ môi trường, bảo vệ cái sự an sinh trong xã hội. Thì cái mục đích là cũng là nhằm hướng dẫn cho người Phật tử trong các đạo tràng, các khoa tu. Bởi vì khi mà người Phật tử họ tinh tấn, họ học giáo lý đó, mà nếu mà chúng ta tổ chức cho có cái hội thi đó, thì nó tăng thêm cái sự phấn khởi trong cái tinh thần tu học Phật Pháp. Hội thi giáo lý kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, nghiêm túc của mỗi Phật tử, từ đó tạo ấn tượng tốt trong phong trào tu học không chỉ ở Bình Dương mà còn lan rộng các tỉnh thành khác.